Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thành Channel. Và hôm nay mình đang có mặt ở đội 10 thuộc nông trường Phú Thọ của nhà máy chè Phú Bền thuộc xã Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Và hôm nay mình sẽ cho các bạn đi tham quan một vòng quanh đội 10 của nông trường chè Phú Thọ thuộc công ty chè Phú Bền. Và bây giờ mời các bạn cùng tham quan một vòng.